Xin chào cả nhà. Sáng đi ra tưới cây mà cái cảnh bị chó cắn mà nó lòi tới mà quần áo nó rách tới cỡ này nè bà con ơi. Thôi đó. Chết rồi. Đó. Quýnh mày nè. Quýnh mày. Nó giỡn mất ngay. Đó bây giờ tới áo. Nè, quần áo. Để tao lấy cái cây tao quýnh mày mới được, tao chống ăn chứ mày. Mới lâu sớm. Mình thì cầm cái vòi nước mà đi. Bà con coi nè, mình cầm cái vòi nước đi mà nó xé cái quần mình tới. Mà đi ra nha, thấy bà nội cứ ngông quýnh này vậy đó. Đi ra nó xé cái quần mình, bà con coi nè, nó xé lên tới bây giờ. Cái vải thì mỏng, ta bận mát, nó mới xé vậy đó. Ui, cái găng nó cái gì mà không lủng. Bây giờ ta đi vô thay đồ nè, mệt mày quá. Quậy quậy quậy. Có áo vũ cơ hàng không? Giờ tới nó cắn cái áo thun mình nè. Trời ơi là trời, tao ngồi tao bét ba má mày mới được. Quá trời ơi coi nè, áo vũ cơ hàng. Xin chào cả nhà buổi sáng nha. Coi sáng Lan đi ra tưới cây mà nó quậy gì nè. Bà con biết nó đang ăn gì không? Nó ăn bắp cải đó. Mình mẩy nó sình như vậy. Chút xíu nữa tao đem mày vô trong nội la bà nội rồi đó. Sáng sớm anh Liêm mà ổng sấy ốc cho nó cho. Mặt nữa đó sấy cho tao là mặt nữa. Mặt nữa sấy cho. Trời ơi, bữa nay nó bự ông nội. Ôi trời ơi. Đi ra đây. Đi ra đây, ông nội sợ với ta ông hồi lạnh. Tao cũng chưa bị sấy ổng lại như thế. Ổng còn chưa xuất hiện nước mắt nữa, nó đi ra ngoài hồ sen nó dập á. Rồi nó dập nước ngoài hồ sen á. Mình đi tưới cây nó cũng đi dập nước. Anh Liêm không có la nó nha. Còn cưng nó sấy tóc nó la ngược lại mình nó nói sao để cho nó dập. Để sao cho nó cắt cái quần cỡ đó nữa chứ. Trời Phật, nó lôi sao mà làm lợi nó. Trời ơi, ổng cưng. Lớn tuổi rồi chơi với em chó thì cũng vui. Rồi đó, đi qua ba con đi cho nó chạy tóc đi. Đi đi. Rồi đi qua ba con chạy tóc đi. Đi qua kiếm cò cho nó chạy đầu đi. Đi đi. Kiếm cò đi con, kiếm cò cho nó chạy tóc cho con đi nha. Đi đi kiếm cò đi. Đây, xin chào cả nhà nha. Ông nội nó mới sấy tóc nó xong rồi nó lên salon nó nhảy gì đó bà con. Ồ ồ nó chạy. Nó mất tiêu rồi. Wow. Wow 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 wow. Wow, chạy đâu dữ vậy? Tắm xong sạch sẽ đó bà con, đi xuống dưới salon tha con gấu đi chơi đó, quậy gì đó. Ôi ơi, mà có nó vui lắm bà con ơi. Hello bà con ơi, hello ông bà, con là thằng mây lồ quậy đấy. Wow, bữa nay chậu bông anh Liêm cho này đẹp quá bà con ơi, nó nở nè. Đẹp chưa, bữa nay bông này là bách hợp nha bà con. Li lì, mà cái loại này là loại rít mịch li lì. Còn cái này là cúc, mà loại cúc đại nha bà con, trong tứ hoa á. Hoa cúc loại lớn nha. Hoa cúc đại trong là tứ hoa. Nhất hoa mai, nhì thì hoa lan. Ba thì hoa cúc, 40 mẫu đơn nha. Còn trên đây là bông hồng, bữa nó không quay tường tận. Bà con biết không, cái cây bên này là cây bông con chim á. Mà nhưng người ta bỏ công phu lắm nha. Người ta lấy cái nước sơn á, mà loại bạc vàng vàng đó bà con. Đó, người ta mới sơn lên nó mới được gì nè. Đó, mấy cái cây này nữa. Chứ không phải khi không mà nó được gì đâu nha. Đây, rất là đẹp. Bỏ công phu lắm. Ngồi mà sơn cái cây này lại thành màu bạc. Bạc hơi...
màu gô á bà con, màu vàng á, đẹp chưa đó. Trời ơi đẹp quá. Hình như chậu bông này anh Liêm nói với Lan 200 mấy, hỏi Lan, Lan hỏi kỹ là 200 mấy thôi. Mà ông nói giỡn, ông nói tới 400 mấy. Đẹp quá. Sáng sớm là ra ngoài vườn tưới nước, con chó nó quậy bà con ơi. Nãy giờ xong rồi mới tắm rửa cho nó rồi đó. Rồi giờ Lan cũng sửa sạn xuống đây nào mình đi học. Thôi tới đây Lan xin chào cả nhà nha. Cảm ơn bà con bỏ thì giờ coi video của Lan, thành thật cảm ơn. Nếu có thương Lan thì đăng ký ủng hộ dùm Lan, thành thật cảm ơn. Xin chào cả nhà, bye bye bà con, bye bye. Nó lại tới nơi nè bà con ơi, coi nè. Nó quậy gì đó, đó đó. Nó lại tới rồi đó. Bye bye.